Thưa quý vị, sau 2 tuần xét xử và nghị án vào sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 36 bị cáo trong vụ công ty AIC dự thầu tại Bệnh viện tỉnh Đồng Nai. Và trong đó thì bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc AIC bị phạt 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 14 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nhàn là 30 năm tù. Tòa tuyên phạt nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành 11 năm tù, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị phạt 9 năm tù về cùng tội nhận hối lộ. Phó Tổng Giám đốc AIC Trần Mạnh Hà, bị cáo cũng bỏ trốn như bị cáo Nhàn, bị phạt 25 năm tù về 2 tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 30 tháng tù treo đến 19 năm tù. Bản án sơ thẩm nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quy định quản lý của nhà nước về đấu thầu, gây thiệt hại tài sản lớn cho nhà nước, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc và tương xứng với mức độ hành vi vi phạm phạm tội của các bị cáo, nhằm cảnh cáo và răn đe cũng như là nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng xét xử đánh giá, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã quốc tế đặc biệt nhưng không có kết quả. Căn cứ vào các lời khai của các bị cáo, kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an về chữ ký đứng tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo một số phó tổng giám đốc và nhân viên cấp dưới liên hệ phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thẩm định giá để thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu, hạn chế hoặc là loại trừ cạnh tranh trong đấu thầu, giúp công ty AIC trúng 16 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước là hơn 148 tỷ đồng.